đánh giá thì cái phim Sketch là một trong những cái phim mà có cái phần mở đầu rất là tốt, cho mình một cái không khí và một cái nhịp điệu mà mình bị cuốn vào ngay lập tức. Bộ phim này nó có nhiều cái dư và nhiều cái thiếu. Chương trình giải thưởng phim ngắn HTV 2018 xin kính chào quý vị. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông MOV tổ chức. Mang đến cuộc thi lần này là một tác phẩm thuộc vào loại hiếm so với các phim tham gia giải thưởng phim ngắn HTV. Các thành viên của nhóm The Birds đã tạo nên một cảm xúc mới mẻ. Và chúng tôi cũng rất háo hức để mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những hình ảnh tiếp theo của bộ phim. Nhưng trước tiên, hãy lưu ý một chút các thao tác để bình chọn cho bộ phim này quý vị nhé. Chúng ta có hai cách: nhắn tin với cú pháp PNHTV khoảng cách 02 gửi về tổng đài 6058, cước phí là 1.000 đồng. Mỗi thuê bao được bình chọn tối đa 3 tin nhắn cho một phim. Hoặc là quý vị có thể vào website của chương trình ở địa chỉ giải thưởng phim ngắn htv.vn và nhấn vào nút bình chọn trên phim. Lưu ý là mỗi thiết bị chỉ được bình chọn một lần cho một phim. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phim Escape. Mắt bữa mày để đâu vậy? Đụng tao biết xin lỗi hả? Biết tao là ai không mày? Có chuyện rồi. Về gặp tao gặp. Còn thằng nữa đâu? Để tôi đi. Nó kìa, nó kìa. Dạ, chào anh. Anh dùng bánh gì ạ? Anh ơi! Anh à, tôi đang tìm một người cao khoảng 1m75, tóc màu vàng. Anh ta có mang một cái ba lô màu đen. Trên ba lô có một biểu tượng lá cờ. Alo. Tao hiểu rồi.
cả đường này. Bóc đầu nó, nhanh. À, là sao, là sao? Ê, ê, ê. Tôi biết rồi. Nếu gặp thì gọi cho tôi. Tối nay để anh lo. Vậy em mình đi chơi anh hả? Anh nhận được tiền chưa? Tôi trả lại anh số tiền. Trả lại cho anh sự chủ đề của người khác. Thank you.
Vừa rồi là những hình ảnh của bộ phim Escape, một tác phẩm thuộc thể loại hành động kịch tính. So với những phim ngắn mà chúng tôi đã có dịp gửi đến quý vị trong các số phát sóng vừa qua, thì rõ ràng Escape mang lại một sự tươi mới, lôi cuốn ngay trong những hình ảnh đầu tiên. Và Thiên Vũ tin là những ai yêu thích nhịp điệu và tốc độ cũng sẽ cùng ngồi lại với chúng tôi trong những phút vừa qua. Không biết ý kiến của các bạn giám khảo thì như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi đánh giá của các nhà chuyên môn quý vị nhé. Tấu của phim này, cái tiếng động này, cái tình tiết nó không rõ ràng và nó dẫn đến vô lý, diễn xuất như kiểu đang giỡn. Tuy nhiên đang cái anh vừa rồi đang cười tét tét, nó quay lại mặt nghiêm của ánh sáng cứ on off kiểu không đi vào đâu cả. Nhiều khi cái chớp chớp nó cũng mang lại cái hiệu ứng với mỏng, cảm giác khó chịu cho người xem, nó làm tất cả mọi thứ nó căng lên để và dồn người ta vào cái tập trung vào cái phim. Mình không có cái cảm giác hồi hộp, sợ và mới thấy nó cứ giỡn chơi thế nào á. Phim này bị một vấn đề là một cái phim hành động và khá là rối về chuyện là định hình về không gian, định hình về vị trí, định hình về sự tương tác giữa các nhóm nó không rõ. Nếu mà chúng ta xem những cái phim Mỹ, cả những cảnh mà chạy trốn, chạy đuổi, rượt nhau ấy, thường họ sẽ để những cái shot máy dài để mà kịp cho nhân vật nhìn thấy rõ cái sự di chuyển, nhìn định hình được không gian. Bỏ qua về lỗi kỹ thuật thì nó cũng có một cái không khí nó hiện đại. Có những lúc mà cái shot nó rất là nhanh, mình không nhận ra bên nào với bên nào, thì mình cũng luôn luôn nhận ra được là cái nhân vật chính là cái ba lô nó nằm ở đâu. Và cũng chịu khó về mặt sản xuất. Khi mà những các cái cú máy chạy theo nhân vật như vậy, nó phải có những thiết bị chuyên nghiệp. Các bạn có lẽ là không có, nên là trong quá trình dựng có lẽ là làm cho các cái shot nó ngắn lại, làm cho cái phần giữa, cái phần khúc câu chuyện đấy nó rất là rối, ngoại trừ những cái rất là chạy nhằng trên màn hình. Hành động là một cái thể loại rất là khó làm về mặt kịch bản. Em thấy nó vừa phải đối với một cái bộ phim 10 phút và với cái thể loại này. Cũng thấy là cái bản thân cái câu chuyện này nó rất là vừa vặn, là câu chuyện rất tốt, nhưng mà chỉ là cái cách thể hiện và cái những yếu tố về lỗi, về kỹ thuật nó làm ảnh hưởng, cho nên là dù được đánh giá là tạo được không khí của thể loại hành động, nhưng liệu những lỗi kỹ thuật liên quan đến âm thanh, ánh sáng khiến cho bộ phim trở nên rối rắm, liệu có thuyết phục được ban giám khảo? Khó, cả này khó. Phim này em thấy nó bất ổn lắm. Tấn thấy có không khí thì Tấn bó cho vô. Để hút được người xem vào cũng rất là quan trọng. Rất là đáng khích lệ. Giá mà có một chút rõ ràng hơn thì em nghĩ là chắc chắn là em sẽ hoàn toàn ủng hộ cho phim này. Thôi nhưng mà không bàn. Vì không khí mà cực hạn rồi. Hai người thua đi. Bốn người. Ba số đánh bại tiểu số. Vậy là mình sẽ quyết định escape mode. Rồi, escape mode tốt hơn từ. Xin chúc mừng The Birds với bộ phim Escape. Giải thưởng phim ngắn HTV do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông MOV tổ chức. Các tập chính sẽ được phát sóng vào lúc 17:15 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh HTV9. Ngoài ra, các chương trình đồng hành cùng giải thưởng phim ngắn HTV cũng sẽ lên sóng vào lúc 20:35 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.